Tại đi học ra trường em muốn tồn tại ở trên Sài Gòn thì đặt cơm dài dài rồi cơm người ta cho sáu chợ lớn xe cả em. Xin em mến chào cô chú anh chị và các bạn. Bây giờ thì khoảng 10 giờ kém ngày 16 tháng 10 2024. Xin em đang ứng ở con đường Lý Thường Kiệt, Nguyễn Văn Thoại anh chị. Và trước mặt anh chị đó là cái ngã tư Nguyễn Chí Thanh, Trần Hoàng Quân đó. Nơi đây thì càng ngày càng nhiều những cái anh chạy ráp bay đứng ở cái góc trống này chờ khách nè anh chị. Đây là một cái cũng là một cái nghề trong cái thời buổi khó khăn hiện tại. Một ngày thì đi chạy thì kiếm được khoảng 200 ngàn đó, trừ tiền áp này nọ rồi đó. Thì bây giờ cái nghề này thì các bạn sinh viên thì muốn tồn tại, đi học ra trường thì muốn tồn tại ở trên Sài Gòn thì cũng chọn cái nghề này. Rồi bây giờ thì Sinh Y sẽ chia sẻ với anh chị cái quang cảnh một số con đường ở khu vực Chợ Lớn nha anh chị ha. Thì đối với khu vực này thì anh chị cũng rất là rành rồi, có rất là nhiều cái khu vực bệnh viện nên xe cộ đông, rồi nghe xe cứu thương chạy quá trời chạy. Nguyễn Chí Thanh, Trần Hoàng Quân. Thì đối với cuộc sống ngày hôm nay thì cũng phải bươn trải anh chị, ai ai cũng phải bươn trải, làm biếng là coi như là không có tiền mà nuôi sống bản thân và gia đình. Nên cứ mọi người cứ đi giao hàng, đi chở hàng, nói chung là cứ làm. Và nơi quanh quanh những cái bệnh viện này có một cái điều vui, lá lành đùm lá rách hoặc lá rách đùm lá nát. Ngay ở đây là nhà máy bia Sài Gòn đó chị. Giờ nhà máy bia Sài Gòn bán cho bên Thái Lan đây, tập đoàn Thái Lan đây. Nên đùm qua đùm lại, nên có những cái nhóm phát cơm từ thiện, họ ủng hộ tiền cho những cái bếp ăn từ thiện đó anh chị. Đây là những con đường, mấy con đường ở Chợ Lớn này nó nhỏ nhỏ, nhìn nó cũng hay lắm anh chị. Hôm nay Sinh Y sẽ chia sẻ với anh chị cái khu vực Chợ Lớn. Ở đây thì có rất là nhiều cái trung tâm thương mại anh chị ha, buôn bán nhộn nhịp, người có tiền thì vô mo, vô trung tâm thương mại ăn uống trong máy lạnh, bán cà phê, bán thức ăn, buôn bán thời trang. Còn người không có tiền thì ở đây thì sẽ đi ra những cái khu vực người ta phát cơm miễn phí. Nói chung là cũng đầy đủ chất dinh dưỡng anh chị, hộp cơm, thịt, trứng hoặc là cơm sườn, có nải chuối, có chai nước suối và có canh. Và bà con thì lao động, những anh ráp bay, những anh xe đa ôm công nghệ, hoặc là những người nuôi bệnh, hoặc là những cái mảnh đời khó khăn lên Sài Gòn làm công rồi ghé đây ship hàng để nhận một cái phần cơm. Thì không biết bữa nay có phát cơm hay không, thường thường thì đông lắm, đông nghẹt ngào luôn đó, trên con đường Bà Triệu. Đi tới bệnh viện ở Sài Gòn thì ôi thôi lúc nào nó cũng đông, đường xá thì kẹt xe luôn, đông nghẹt ngẹt ngào người đi qua đi lại. Trước mặt anh chị đó là con đường Bà Triệu anh chị ha.
không biết cái y tế ở tỉnh thì như thế nào, nhưng bà con thì cứ bệnh hoạn thì cứ lên Sài Gòn cho nó chắc ăn anh Việt, cho khám tổng quát cho nó chắc cứu. Đây là cái khu vực người ta phát ra, phát cơm nè. Đó, bà con xếp hai bên đường, dòng xe chật ngất. Bên trái cũng là một hàng, bên phải là cũng một hàng, họ xếp dài dài. Quá dài dài đó, đợi chờ phát cơm. Thật sự mà cũng công nhận với anh chị có nhiều cái tấm lòng người dân. Đây là một cái cổng số 5, cái cổng số 6 anh chị, bệnh viện Chợ Rẫy đó. Tấm lòng người dân hỗ trợ, kể cả các cô chú định cư ở nước ngoài gửi tiền về. Mình thấy cái nghĩa cử rất là đẹp. Và anh chị cũng cũng hiểu thời buổi hiện tại. Cái khúc trước thì Sunny sẽ quay sau, Sunny quay lại để coi người ta xếp hàng nó như thế nào. Dạ, ai bên đây thì đối với cuộc sống hiện tại bây giờ thì nó không còn cái tình giống như xưa nữa. Sunny cảm thấy điều đó có thể là do áp lực, có thể là nó thay đổi về cuộc sống rồi. Chứ ngày xưa là có cái tình làng nghĩa sớm, bây giờ cũng không còn nữa anh chị. Đây, bát cơm, các chú chủ, bát cơm dài dài. Rồi bây giờ mình sẽ đi dài dài về nhà thương Chợ Rẫy anh chị ha. Chia sẻ thêm về cái tình thì anh chị cũng hiểu cuộc sống bây giờ áp lực khó khăn kinh tế, ai cũng bon chen kiếm từng đồng từng cách. Người giàu thì người ta sẽ có rất là nhiều nhà, để những cái nhà không xin đi nhiều, thấy nhà không mọc cỏ, còn người thì ở túp liều rồi ở tạm bợ. Đa số thì anh chị cũng biết là Sài Gòn mà nó về dễ kiếm công việc, làm công nhân cũng được, hay làm công lao động hoặc đi lụm ve chai. Nên bà con thì ở dưới tỉnh thì bây giờ đất đai đâu có còn nhiều nữa để làm nông nữa, thì nên chính vậy là lên Sài Gòn làm công. Rồi của những buổi trưa như thế này nè, có những cái nhóm phát cơm. Đây là bệnh viện phụ sản Hùng Vương. Thì Sunny không có làm từ thiện anh chị, tại vì Sunny không có quen làm từ thiện. Nếu mà anh chị bây giờ có những cái nhóm nấu ăn mà từ thiện anh chị, hoặc là những cái kênh YouTube bây giờ làm từ thiện cũng rất là hay. Tất nhiên là mình phải tham khảo cái kênh đó một thời gian, thì đối với cái kinh nghiệm sống trường đời thì mình cô chú bảo đảm sẽ nhìn ra người nào làm từ thiện tốt, người làm từ thiện lợi dụng đó, có gì mình sẽ ủng hộ để bà con có một phần bữa cơm. Đây là trường Hồng Bàng, bữa cơm hỗ trợ cho bà con nghèo. Cái trường này đẹp lắm. Đây, trường Hồng Bàng. Không biết như thế nào chứ mấy cái ngôi trường xưa nhìn nó đẹp lắm anh chị. Nó có một cái nét gì đó nó cổ kính, hay. Ví dụ như trường Vê Túc Ký Liền Phong nè, trường Gia Long,
nay là Nguyễn Thị Minh Khai, Trường Trưng Vương, Võ Trường Toản, Marie Curie. Nó hay lắm, nhìn nó hay gì đâu á. Và nơi đây thì đây là con đường Lương Nhữ Học nha anh chị ha. Thì đối với những con đường này thì nó có những cái hàng cây rất là mát mẻ anh chị, đi thích lắm, nhưng mà buổi tối thì nó sẽ vắng, rất là vắng. Đây là con đường Tân Hưng. Xa xa anh chị thấy một cái tháp mà dân địa phương ở đây gọi là tòa nhà ba cây nhang đó. Một thời gian bệnh viện dã chiến của tập đoàn, đó là thuộc quyền sở hữu của tập đoàn Vạn Thịnh Phát của bà Lan. Đây khu vực này thì xe trành, xe chở hàng lên gì hoặc là xe khách họ đậu ở đây nhiều lắm để chở bà con đi khám bệnh rồi chở về. Bây giờ dịch vụ xe bây giờ nó tốt lắm chị, đưa tới đưa đón tới tận nhà luôn. Rồi chúng ta sẽ quẹo con đường Thuận Kiều. Mấy xe công nghệ cũng chơi chiêu lắm. Mấy bữa Sunny đi anh xe nơm công nghệ đó, mới đầu thì bắt đầu là đăng ký đặt app để mình chạy để kiếm thêm thu nhập. Sau một thời gian đi làm ở công ty thì buổi tối kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Thì mới đầu thì nó đề xuất dữ lắm, đề xuất là chạy không kịp luôn, vừa coi như trả khách là pon trên app, thế là bắt đầu chạy tiếp, chạy mắc ham, ngày kiếm được khoảng 500-600, nhưng mà cái đó là chỉ là mới đầu thôi anh chị, để cho người ta ham đó, ham để chạy, nhưng mà sau đó lại có người mới, thế là những người cũ là coi như là nó ít đề xuất lại, lỡ theo nghề rồi thôi cứ bám thôi chứ sao giờ. Đây là một cái cổng bên hông chợ bệnh viện Chợ Rẫy anh chị ha. Và ở đây thì quanh quanh bệnh viện này thì nào là người, những người dân lao động, những lao động nuôi bệnh, thôi đủ thứ thành phần anh chị. Xe đa ôm, taxi, người thăm, người nuôi, người bán cơm, quá trời. Ở tỉnh thì bệnh viện thì nó vắng vẻ, nhưng mà khi anh chị lên Sài Gòn thì nó đông kẹt như thế này. Bệnh viện nào cũng vậy, cứ đi ngang là nó đông nghẹt ngào luôn á. Rồi chúng ta đi con đường Trần Hoàng Quân, Nguyễn Chí Thanh để chúng ta về với khu vực ngã 6 nha anh chị, ngã 6 Chợ Lớn, có ông ăn Dương Vương cầm nọ thần đó. May là có cầu thang đi bộ giữa bên đây và bên kia mà thấy đường xá nó đông như vậy anh chị. Mong ra mà bà con lên khám rồi mau hết bệnh để về, chuẩn bị Tết nhất tới nơi rồi. Chứ bệnh thì khổ lắm, không có tiền khổ lắm anh chị ơi. Quá trời anh chị thấy, trời ơi. Xe cộ ra vô. Kể cả bây giờ cũng còn tồn tại những dịch vụ cò nữa. Bây giờ bệnh viện thì nó có hai khu khám, khám dịch vụ và khám thường. Khám thường thì ngồi mệt luôn á. Đây là những phần người ta chạy, kêu nó chạy lại chị, những người ta cho cơm.
chạy kêu đi chạy lại. Đấy, anh chị thấy không? Ta chạy xe gắn máy có mấy hộp cơm người ta cho. Kêu nó kêu ngăn chạy lại ngăn ơi. Thấy là nghĩa cử rất là hay anh chị ha. Đó, cho cơm nè. Cho những anh xe đỡ ôm, xe công nghệ. Người thì có tiền thì nhóm nấu người ta cho nguyên một cái đòn. Người thì không có thì làm khoảng 10 phần thôi. Mười mấy phần rồi bắt đầu là chạy ra đây nè, bắt đầu cho cơm. Khi mà họ làm như vậy thì cái tâm họ tốt anh chị ha. Tâm tốt, quá tốt. Nên Sunny nghĩ rằng đôi khi mà mình nóng giận đó thì con người mình nó mệt lắm, nó sưng lên, con người mình nó căng thẳng, nó mệt lắm thôi. Cứ gặp thôi, cứ mỉm cười thôi anh chị. Ví dụ như Sunny đi làm một cái kênh YouTube như thế này thì anh chị cũng biết, thì có những cái làm sao mà vừa hết lòng mọi người được. Có những cái comment nó nghe thì nó không được hay cho mấy, nó hơi tiêu cực, bị chửi á. Nhưng mà thôi mình mỉm cười thôi, mỉm cười. Còn nếu mà chửi thề thì mình sẽ xóa cái comment đó, hoặc là một cái comment mà xúc phạm đến khán giả trên kênh thì mình xóa. Tại vì mình coi cái comment hàng ngày thả tim, đôi khi nhiều comment có trả lời không kịp thả tim. Rồi mình bảo vệ cho khán giả trên mình trên kênh, xúc phạm qua xúc lầm, mà chửi thề có kể cả xin đi lóc luôn. Tại vì người ta chửi thề thì nó không hay anh chị. Chửi thề, chửi tục tiểu thì nó không hay. Và nhận được những cái comment tiêu cực đó thì thôi, mình cứ cười, mỉm cười. Mỉm cười xong mình dạ cho nó xong, không có sân si. Khi mà sân si đó mình làm không được dài đâu anh chị, nó mệt mỏi lắm. Trả lời, trả qua lời qua, trả lời lại nó mệt lắm. Chỉ biết mỉm cười với đời thôi, vậy nó vui nhất. Cô chú anh chị cũng vậy thôi, mình cứ mỉm cười với đời thôi. Chứ mỗi lần là mình giận lên á, người mình mệt lắm, tự mình hại mình, bản thân mình đó, chứ không ai hại ai hết á. Nên thôi mình cứ hòa nhã cô chú anh chị ha, cho cuộc sống nó thêm đẹp hơn. Đây nhà máy bia Sài Gòn. Ngày xưa ở đây thì có những cái tiệm bia hơi kiểm chứng nè. Lúc mà thời sinh viên, sinh y cũng ra đây uống những cái bia hơi đó. Rồi đây là khu vực dán đề can xe, bán xe gắn máy. Càng ngày càng thấy xe Honda ôm công nghệ quá nhiều. Các em đang có đại học không á, có đại học không á, mà cứ ở trụ lên Sài Gòn mà cũng chưa xin được việc làm thôi, tạm thời có cái nghề đó để nuôi sống bản thân. Chứ cha mẹ dưới quê thì chẳng lẽ ngửa tay xin tiền hoài nuôi sống bản thân. Nên nhiều lúc mình chạy đi xe đó, riêng sinh y thôi, tùy mọi người đi sinh y. Ví dụ như 26.000 thôi mình đưa 30, 55.000 thôi đưa 60 đó, cho vui. Để các em uống nước, các anh uống nước. Khu vực này là dán đề can xe đầy hết.
Thì ngày xưa thì cũng nghe cô chú kể là ở con đường Trần Hoàng Quân này cũng vậy, bán xe gắn máy mới có, cũ có. Cái thời gian trước là nhìn xe gắn máy đẹp đã gì ha, rồi DD nè, rồi cúp 81 nè, kim vàng giọt lệ nè, rồi nó nhiều chiếc đẹp lắm, Senda Dam, rồi giả xe lên đời xe 78, chiếc của Hàn Quốc giả chiếc rim lùng hoặc là rim tem lửa đập thùng. Trước mặt anh chị đó là ngã 6 Chợ Lớn, có tượng ông An Dương Vương cầm nọ thần. Thì đối với người Sài Gòn nhiều khi cũng không để ý ở trên đó là nhân vật nào anh chị. Hỏi ra Sunny buồn buồn hỏi: tao đố mày cái ông nào mà ngồi chỗ đứng ở trên ngã 6 Chợ Lớn đó. Ngã 6 Chợ Lớn là ở đâu? Con đường Nguyễn Duy Phương. Tao không biết nữa. Đi qua đi lại nhiều lắm rồi, người địa phương mà cũng không biết anh chị. Sinh ra lớn lên Sài Gòn cũng cỡ bằng tuổi ni sinh y đó, ông An Dương Vương cầm nọ thần đó. Rồi mình đi con đường Minh Mạng Ngô Gia Tự anh chị ha, một con đường này rất là đẹp. Bác này chở xe cái tivi Ngô Gia Tự Minh Mạng. Sài Gòn bây giờ đô thị hóa thì những cái ao hồ, những cái ruộng đồng hoặc là những cái hàng cây bây giờ ta mở rộng đường người ta cũng chặt hết rồi. Nên những cái hàng cây cổ thụ này rất là hiếm anh chị, hiếm lắm. Những hàng cây này có thể là lớn tuổi hơn sinh đi, già nua rồi. Nhưng mà khi mà có dưới hàng cây anh chị thấy nó mát mẻ, không khí nó dịu hẳn luôn đó. Đây là ký túc xá y dược nè anh chị. Bên kia nhà thờ ngã 6. Mình sẽ quẹo lại nha anh chị ha. Ở giữa là xe hơi đi nha anh chị. Mình đi vô thì nó không được, thấy hàng cây đẹp quá. Lượn lờ một vòng. Ở giữa xe hơi còn hai. Còn ở đây thì cái kênh hết tóc miễn phí đó. Cũng hay. Ở đây là xe hơi, là xe gắn máy, còn ở phía giữa là chỉ là xe hơi thôi. Trời, các em này làm gì mà ở giữa đường vậy trời, chụp hình. Trời, có cần thiết gì em trời. Xe cả em. Đường qua đây đó, đi một vòng để cùng chia sẻ với anh chị ha. Hy sinh vì nghệ thuật ra giữa đường chụp hình quá ớn. Yeah.
anh chị biết cái nó có cũng một cái nét hay. Thì các em sinh viên đặt cơm, thế là mỗi gói hộp cơm đều có cái tên, đặt online đó, thế ở nhà người ta nấu, người ta bày ra cái lề đường đó, tất nhiên phải cột bao lại, mỗi hộp cơm đều có tên, rồi thế là phát cho các em, mấy giờ hẹn nhau mấy giờ tại một cái cổng của ký túc xá đó, phát cho các em. Tất nhiên là cơm đó là trả tiền, không phải là cơm miễn phí nha anh chị. Một cái hình ảnh thì thấy cũng cũng lạ anh chị ha. Nếu mà cái cô đó đi giao mà để có một cái bàn xếp thì nó hay hơn. Đây là cứ để dưới lề đường vậy đó, mà sinh viên mà có cơm giá rẻ là vui rồi. Đây là con đường Ngô Quyền, Diệu Đà. Bên phải là trường Chu Văn An đó anh chị. Đó. Khu bệnh viện thì có những con đường nhỏ với những hàng cây nào, nhưng mà cái lưu lượng người tới người đi rất là đông, xe khách xe hàng, kể cả những người đi khám bệnh thăm bệnh đông lắm. Rồi các anh dịch vụ xe anh đa ôm này nó kẹt cứng ở xe rồi. Có chiếc xe đậu ở đây nữa mà đón khách hẹn chi. Đây là bệnh viện Lao Phạm Ngọc Thạch, khoa Lao. Bên phải là trường Chu Văn An đó. Nghe nói các anh học trường Chu Văn An ngày xưa gì giỏi lắm. Thì đối với khu vực này thì rất là nhiều cái dịch vụ kèm theo trong dịch vụ cho bệnh viện đó anh chị, như là khu vực này, nhà trọ, bán cơm, bán thuốc tây, những dụng cụ y khoa vân vân. Đây là một cái chung cư Ngô Quyền, đây là chung cư mới thôi, nhà bà con của anh Kevin, lâu quá thì không có gặp anh Kevin. Anh có coi clip này thì có đến đoạn này thì anh luôn khỏe, bình an, an lành. Khổ lắm, nhìn đời nhiều khi mình thấy người ta khổ vậy đó, mình nhìn chính lại bản thân mình, mình là không có là khổ là gì hết gì, mình quá hạnh phúc rồi còn gì nữa. Ở đây có một cái hẻm, mình đi băng qua cái hẻm coi đi đâu, khu phố Ngô Quyền. Có cái một cái khu phố, xin đi mạn phép nha, ít khi nào mà đi vào những cái khu phố lắm, xe cộ quá trời nhiều, quay đầu làm sao đây, đợi dòng xe anh chị. Khu phố Ngô Quyền ok, thôi băng xéo đi, băng xéo dễ băng hơn. Rồi xin mấy anh tài xế, rồi xin đi gật đầu mỉm cười, gật đầu là mấy anh sẽ cho qua thôi, dễ thương là ai cũng được hết. Đây một khu phố hẻm 113, cái số lạ ha, 113. Không biết ở đây có con đường mình thông qua con đường khác không, là bích lối. Lần đầu tiên xin đi vào con đường 113 Ngô Quyền, cái số đất rất là độc, rất là lạ. Hy vọng rằng có đường, con đường đi ra.
em biết rồi. Rồi, con hẻm 113 Ngô Quyền, quận 5 thì cũng xin khép lại video clip này. Đây là một cái clip một phần nào đó để chia sẻ cuộc sống ở Sài Gòn. Đôi khi mình thấy mình khổ, mình khó khăn, nhưng mà thực tế thì mình nhìn thấy những cảnh đời thì nhiều người khó khăn hơn mình nhiều lắm. Nên mình cảm thấy điều đó là diễm phúc của bản thân. Và xin y cũng kính chúc cô chú anh chị luôn lúc nào cũng sức khỏe, bình an trong cuộc sống. Xin y thân ái mến chào. Hẹn gặp lại trong những video clip sau. Bye bye.